Bất luận ra sao, ta vẫn tin chắc rằng nếu như ta bị người khác hành tích giống như lần trước vậy, A Vũ sẽ che chắn trước mặt của ta. Ta thương con bé, nhưng ta lại không thể không cài bẫy nó. Đây chính là sự bất lực của hoàng gia. Không thể mãi mãi được ấp ủ dưới lông cánh của gia tộc được. Con phải dần dần hiểu ra cuộc đời con người phải làm rất nhiều chuyện mà mình không muốn làm. Mỗi một người buộc phải chấp nhận số phận của chính mình.